thì tự tự như thế là mình là quy tụ được tất cả những cái vấn đề của con chim cô gái. Chú tư vấn cho cái này. Vâng. Tao không chơi chim. Vâng. Tao cũng yêu nó đấy, trước tao thích lắm, vậy tao thích chơi chim. Nhưng mà giờ thì chú đã hiểu. Vâng. Trả lời câu hỏi ban nãy, con chim ở nhà người ta rất hay, nhưng về nhà chú không hay nữa. Vâng. Có nguyên nhân. Đúng. Có nguyên nhân. Thứ nhất là cái sự bình yên của nó bị đảo lộn. Đúng. Nó bị đảo lộn. Nó thay đổi môi trường, đấy, hoàn cảnh. Nó buồn. Nên nó không ca, không hát nữa. Thì nó không khác gì. Nó là... Nó có đồng ý lấy chồng, nó bố mẹ ghét nó. Đúng. Thì nó đi nhưng nó không vui. Chính vì cái hệ quả này cháu mới bảo là bác mua chim của người ta hoặc ai tặng thì bác phải xin vào cái lợp cả cái lồng của người ta. Chính là cái ngôi nhà của con chim. Đúng rồi. Nó không tương tư, nó không nhớ. Đổi hoàn cảnh. Đấy. Cái thứ hai là gì? Có khi là bác phải thuê mượn cái ông chủ cũ đến là phải bàn giao. Ý kiến là con chim này nó buồn, nó xáo trộn về tâm. Đừng nghĩ con chim không có tâm. Nó có tâm gì? Nó rất có tâm. Mình chơi với nó thì nó rất có tâm. Như ở loài vật ấy, nhà Phật gọi là tình thức cao thấp. Có loại tình thức thấp thì nó, tức là như có những con vật bé nhỏ chưa tiến hóa. Vâng. Thì tình thức nó thấp. Vâng. Tiến hóa cao thì tình thức cao. Tình thức cao. Thì càng theo cao, loài, theo loài. Theo loài. Càng cao thì tâm nó càng phát triển. Cái thứ hai, ông gia chủ này, trong con người tâm đạo của ông nghiệp ác nhiều, nên nó về nhà ông, nó cái tư trường của ông nó tỏa ra đây, nó thấy không an toàn nên nó không vui, không ói, không vui, không có biểu diễn hình thức lông liếc này các kiểu như nhà người ta. Cái ông chủ kia là đã có một quá trình âu yếm nó, nó cảm thấy cái tâm ông chủ với nó đã hòa đồng rồi, nó như cặp vợ chồng sống ở nhau hợp ấy. Là người vợ có buồn nhưng mà từ trường người chồng tỏa ra che chở thì người vợ ta thoát được cái buồn. Ông chủ này ông rất âu yếm đó, chăm sóc tắm rửa nó biết hết, thì ở nhà ông nó hót rất hay, nó rỉa lông rỉa cánh. Giữa con chim với con người là nó do hay. Từ trường ông chủ này nó là hai cá thể, từ trường á, nó là hai cá thể thì nó tỏa ra một cái từ trường hoặc đấy, là đấy. Cái, nếu mà định nghĩa một cái sự hợp nhau nó gọi là cùng gu đấy, cùng gu mẫu thế nhất trí. Cái hai mẫu, người bạn thế thôi. Cái mẫu số chung mà lớn thì ở với nhau rất vui. Nhưng mà mẫu số chung là ví dụ như cặp vợ chồng tranh nhau khôn, hoặc là nhà tôi giàu, nhà anh nghèo, ai của cái tôi nhiều hơn thì bản ngã lên, không ạ? Con chim nó phát hiện được từ trường của ông chủ là không an toàn, là nó không vui. Rất đơn giản thôi. Chứ đừng có nói là tại con chim, mà tại ông chưa yêu thương nó. Trong nhà Phật có một câu rất tuyệt vời, tôi cho tặng anh luôn. Đứa trẻ là con mình thì không ai có con mà không yêu thương. Nhưng tôi cũng đã gặp nhiều người không yêu con. Người ta suốt ngày ở các cái mặt trận kiếm tiền, ở mặt trận vui chơi giải trí, vợ tôi quên con đi. Thì cái tình thương của mình ban tặng cho nó thiếu. Thì đứa trẻ này, cuộc đời nó không được bằng một đứa được đầy tình yêu thương. Trong nhà Phật có một câu là cuộc đời của đứa trẻ đáng ghét hay đáng yêu phụ thuộc vào tình cảm cha mẹ cho nó đáng yêu hay đáng ghét. Ví dụ người cha mẹ ghét nó thì đời lớn nó không thành đạt. Ông nhớ chứ? Không quan tâm nó, sống kệ nó, buông nó thế. Thì lớn đứa trẻ này phóng túng, khó mà thành công. Nhưng người cha người mẹ quá yêu thương dạy bảo từng ly từng tí, lớn nhất định thành công. Nhất định thành công. Vì nó là cái mình ban tặng cho nó thì cũng là tạo vốn cho nó cho cái đời sống tích cóp kiếp sau. Nhà Phật có một cái chi tiết là ngày hôm nay đời sống biểu hiện cái nhân của kiếp trước, bây giờ là quả này. Bây giờ mình đang sống là cái nhân từ kiếp trước tặng rồi. Bây giờ thực tại mình đang sống là cái quả nó đến rồi. Thì bây giờ lại là cái nhân cho kiếp sau đấy. Cứ cái quả cái nhân cứ quay vòng vào nó luôn rồi. Cứ quẩy tít thế. Nó cứ thế. Bây giờ anh được sung sướng là kiếp trước anh rất tốt. Anh đã biết tương nhiên kiếp phúc. Nhưng bây giờ làm thì kiếp trong kiếp sau thôi. Kiếp này rất khó trổ này. Nó có trổ gọi là hoa bão. Tức là ví dụ anh có tài, anh có đức thì được rất nhiều người yêu mến quý trọng. Thế là phản ứng trực tiếp luôn. Hoa bão gọi là hoa bão. Nhưng chưa phải quả xịn. Quả xịn thì phải lùi các kiếp về sau gồm sinh báo, hậu báo, hiện báo, vân vân. Nhưng mà nó ra một cái hoa báo là
Ví dụ là anh có tri thức, anh có đức độ, tự tôi học, lớn tự tuổi, hiểu. Tôi cũng quý anh. Tôi gặp, à cháu à, có uống nước à? Ừ. À, mà tôi nói chuyện với anh là tôi thấy đã thể hiện quý trọng anh rồi. Vâng. Đây được gọi là hòa hoãn. Vâng. Nhưng mà gặp một thằng bất bố lao bố lếu thì làm sao mà có hoa bao tốt được. Vâng. Người ta nhìn tránh xa. Ờ, anh cứ để ý, sao anh ta sẽ để cái thành phần. Người ta không biết là ngay bây giờ phải chịu một cái hoa bao. Tức là trẻ con, người lớn, người già, phố, xóm, các tầng lớp xã hội ta tránh. Đi người ta bảo nó thực ra là như này chú Sơn nhá. Tức là bây giờ đúng xã hội bây giờ tại sao những cái người có tuổi, cháu nội cháu ngoại đầy đủ cho người ta lại tìm đến con chim, bởi vì người ta nghĩa là cái xu thế người ta đang cô đơn, người ta đang trống vắng, có thể là con cái cháu chắc rất thành đạt, nhưng mà người ta vẫn muốn là có một con chim để làm bầu làm bạn, ngắm nghía rồi chăm sóc. Tao hiểu rồi, đi lúc trẻ tao chơi chim tao biết, tao rất yêu. Tao yêu một con chim tao nuôi, tao nhớ mãi là tao nuôi một con chim gọi là sáo đá, nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng nó màu đá, à, quê hương tao gọi là sáo đá, thuần chủ. Cứ đi học về cái là chặn cái góc sân, thế là dội mấy gáo nước vào là cứ thế nó tắm. Tắm xong nó bay nắp nhà bếp là nó rỉa lông nước nó phơi khô. Nó quen rất là yêu con mèo rình, cắn mất, khóc mất mấy ngày. Tao nuôi chim ngày xưa con nào cũng thuần, tao biết. Người chơi chim tao rất yêu, yêu quý như người. Chứ không phải là gì đâu. Cái tự do là có nói lắm về nhân quả cái này. Thế nhưng mà thực tế là mình nuôi, mình chăm sóc nó này thì nó còn hơn ở môi trường. Mà mình tạo được cho nó cái tự do thì là tốt hơn, thì là tuyệt vời. Thì trong tự do này lại nó cũng phải trả giá rồi này. Nó có thể còn bị các loài khác ăn thịt. Thế thì giờ nuôi chim nó hót cũng là tạo cho một cái đời sống nhân sinh tốt thôi. À, giữa cái nhân sinh quan và cái vũ trụ quan hài hòa, người cảnh vật, chuyện này là cũng không vấn đề như nhà giàu bây giờ, nhưng mà thích thì là một chuyện lớn, thì là chuyện lớn mà. Thế làm bầu làm bạn nhà giàu này, cái cây đào với chim sẻ, chim sâu, chim khuyền xuống tận sân hót bay lượn, đó bảo là đất lành chim động. Thế anh vợ rồi đấy, đất lành chim động. Mấy nhà, ba nhà đấy, nhưng mà đến để nói như cái hai cái am cây của cháu là cháu cố tình tạo cái bóng như kiểu là tự nhiên, và cây đào về mấy cái cộng sắn cho làm cái xương của cái chuồng ấy, nó tum lên rồi mình cho ăn. Nhiều khi có những lúc mình cố tình mình rơi vãi ra ngoài một tí để quy tụ những cái con, nghĩa là mình cảm giác như nó có cái con chim. Nhiều khi mình nhìn lên thấy có đất nhà mình có con chim, nhưng mà đúng là cái chim sẻ thì nó có mồi được xuống, nhưng mình biết cái con chim sâu nó thế nào đâu mà nó vẫn đến. Thôi. Sáng nào đến, ngày nào cũng có, lúc nào trong nhìn đấy. Thế nhưng mà vợ biết không để ý, không bình luận. Nhưng mình thì mình cái là đấy người là sống vượng, sâu sắc thì mình biết cho anh đấy. Đây trong cái khoa chiêm tinh ấy. Đất lành chim động. Đất lành chim động. Nói câu ngắn gọn đi thôi. Cuộc đời tao gặp có một điểm là ở cái xưởng nước ở chỗ trường học thì vào. Vâng. Có một đàn chim chưa từng gặp. Tức là cứ buổi sáng nó đến nó hót một nhiều trăm con. Vâng. Nó hót rầm rầm cái chỗ ấy. Vâng. Mà cái chỗ đám đất ở nhà nó rộng đúng không? Rộng khoảng từ bao này từ từ bao này tới nhà anh. Vâng. Nó hót rầm rầm, được không biết là loại trào mao gì mà. Trên cây chết cam ở chỗ nó rất nhiều cây. Nhà này làm bữa ăn thật. Nhà rất giàu có. Nhưng mà có một điều cũng kỳ lạ cho này, gốc nhà nó sơn tây. Vâng. Nó nhận chỗ nó làm nước này này. Vâng. Chồng nơi vợ nào, con cái thì đi nước ngoài biết cũng cho đi các nước du học về là chả làm gì béo phì. Nói chung là thôi cài mới đi công nhân trong có vợ thằng Thuy đấy. À, tháng kiếm 10-20 triệu. Nói chung là không thành đạt. Nhưng mà nó vẫn đang vượng ở chỗ là không phải đầu tư cái gì cả. Anh biết là trong cái kiếp người nó có phúc, rít nước lên nó bán nước. À, điện bây giờ nước này này, nước cái bình dít này. Dít nước khoáng. Không phải là khoáng nước bình thường, nó gọi là không phải là khoáng vùng này không có được nước sạch. Nhưng mà cái dây chuyền nó phải xử lý. Dây chuyền thì xử lý ô xô rất bình thường. Đăng ký thương hiệu. Thương hiệu thì Hà Nội kiểu, nó đăng ký. Tao làm ở đấy, tao biết là. Nó thành nước khoáng đấy. Anh phải biết là không cần trình độ cao. Anh cứ có mấy nước là hiện giờ mấy công nhân?
À, chuỗi giờ khoảng 6, 5, 6 người. Ờ, tháng ông chủ thu nhập khoảng 2, 30. À, 2, 30. Ừ. Thế thì anh biết là có một cái điều trên đời này. Đảo nước, ông rút rít nước lên lấy tiền. Chả giàu thì làm gì cả. Tôi chung là nghĩa đen ngày xưa là bán nước à, để giàu. Câu bán nước là câu rất thâm thúy. Thì bây giờ nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa bóng đều đều đúng. Bán đúng, bán nước. Ờ. Thế thì câu này cũng phải nghiên cứu đấy. Cái chỗ này phải nghiên cứu đấy chứ không phải đơn giản. Tại sao người ta bảo bè lũ bán nước? Nước này hình như nó là tài nguyên ban tặng. Anh chỉ có làm phúc anh cho thôi. Giờ lại đi tính bán. Hình như là... hình như nó trái chiều. Cái đen cái bóng này phải suy xét. Ờ, suy xét. Mà bây giờ đổ xô cái khu vực. Chính vì thế người ta con cái vợ chồng người ta mới thế. Ờ. Không thì 10 phần... Cứ giết đưa lại bán lấy tiền. Bao nhiêu nặng này rất là đơn giản. Đấy là cái thằng mà hay vào nhà mình chơi được trước làm cùng đấy. Cái thằng nó hay đội mặc quần áo bộ đội là làm cùng nó là cháu à. Giờ nó không làm nữa. Ừ. Trước nó làm chỉ huy đấy, nhưng mà cô cháu với nhau không hợp. Vì con mẹ này sống đức độ nó yếu. Ví dụ bây giờ người làm cùng nhau, hôm nay mùng 2/9, cái anh năng nổ để chung là có vẻ là thấy được việc, thì nó tặng anh triệu. Bà này không năng nổ, công nhân bình thường không có gì. Nhà Phật gọi là không bình đẳng. Sống thế thì thiếu phúc. Thằng này ăn thịt thì thằng này cho nó bát cháo thì gọi là bình đẳng, mới có phúc. Làm gì có đoạn cứ kích hoạt cái thằng kia được việc, cái thằng kia thì cho nó nhịn. Đức độ còn thiếu. Trước ta làm được mấy tháng, cả ông và bà làm tất cả. Ở đấy luôn. Ở luôn đấy mấy tháng. Tao chào tao. Đấy, chính là tao xuyên ra đây là tao ở đấy. Nên cho tao bảo. Hai là mình với bà đi chênh nhau bà hơn tao 2 tuổi. Nhưng mà nói năng chung là đức độ lễ phép không có. Người già như thế gọi là phóng tâm, phóng tung, bừa bãi. Lớp trẻ cho phép cái này. Ăn nói nó chưa đến nơi. Nhưng bây giờ người 60 trở lên là nói năng cho nó rất cẩn thận thì sắp chết rồi. Không tu cái nhân này thì chỉ có rơi vào cái chỗ xấu thôi. Những chuyện đương nhiên làm người phải đủ đức độ làm người. Anh nghĩ là nó gọi làm người mà này. Ông Đắc Nguyên nói là tiến hóa cao cấp nhất rồi. Nhà Phật gọi là tối linh. Tối linh phải đủ đức độ thì lại đủ tiêu chuẩn thì đi tái sinh. Thì thiếu tiêu chuẩn làm người thì làm sao được làm người. Chuyện này bình thường. Thì thánh nhân ấy người ta lại thơ điểm lòng người. Thì người ta phải là thánh nhân. Nhưng mà thiếu điểm. Thiếu điểm thì bảo. Nhưng mà cháu có cảm giác hình như là cháu với chú cũng có một cái gì đấy nó kiểu như là những cái nhận thức của anh là những hay... cái mẫu số nó gần. Có những người rất mong muốn được chú chia sẻ bộc bạch, nói để mà nghe, để mà biết. Thì chú có khi chưa chắc là muốn nói hết. Ta không nói. Thế nhưng mà cháu thì cháu không có ý đi hỏi cả, mà chỉ là đây là chỉ là chú cháu mình nói chuyện, cũng là từ con chim đúng không? Bình thường thì cháu rất bận. Thế nhưng mà có những lúc cháu căng đầu quá, cháu cũng muốn là sang đây nói chuyện với chú. Thế sợ nó gần như nó có một cái liều thuốc gì đấy, nó giải phóng hết cái độ căng của cháu đi. Tao cũng được cái này. Đấy. Tại sao tôi kêu ngay? Nhà tôi có một cái từ trường rất tuyệt vời, người đọc tin như biết. Vào đến đây thì bao phiền não chút hết. Ai cũng ngồi được lâu. Như tôi có là tao phải tiếp vợ chồng thằng Thu Huy đến 12 giờ. Lý do là 3-4 ngày không cho vào nữa. Thì tôi có nói rằng ông không tu được. Cho vào thì phải về thì kéo vợ đi buổi tối. Ông không thể tu được. Vì tôi đã gặp ông 2 năm rồi. Tôi đã dành nhất rất nhiều giờ cho ông, tính nhiều nghìn giờ. Nhiều nghìn giờ. Không có nghĩa là tiến trình tu gọi là tự giác. Không cần quả vị, không cần gì hết. Nhưng tu để cho mình. Ngày hôm nay anh tu nhân tích đức là từ hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm. Anh hướng đến thiện thì nhà mình hưởng trước, cá nhân mình được hưởng trước. Sự nhẫn nhục của anh trên con đường học tập rèn luyện là chính anh củng cố tài năng cho anh thu nhập. Chứ không phải là tôi đâu. Đúng. Tu nhân tích đức thì nhà anh hưởng, cá nhân anh hưởng. Ra ngoài đời người ta kính trọng anh. Vâng. Kính trọng thì tôi. Thì mà anh kêu khó cái gì. Người ta khuyên tu nhân tích đức là cho anh chứ không phải là cho tôi. Anh nghĩ là lại tao bảo quay sang là líu cả vợ vào cuộc nữa. Tao trước cũng mẹ khổ tiếp vợ nó vậy. Nhưng mà
Nhưng mà lâu lâu rồi. Lâu lâu rồi thì tao đuổi lên chùa. Sự thật, nếu nghiệt ngã thì tao có mặt. Đấy như cặp mấy cặp vừa rồi là gặp những chuyện hùng hoảng. Con cái bất hiếu thì ông cụ cũng sinh 3 người con. Thì đứa lớn, 3 đứa gái tất. Đứa lớn thì nó viết đơn kiện tụng bố tranh đất cát của bố. Thì tao xuống tao bảo rằng là anh thì cũng chẳng quen biết gì nhà em, vào đây thì không có ý danh lợi. Thì anh thấy cái bà này, bà kể nhà em có nặng, cũng đang cần chia sẻ. Em không mời nhà anh cũng đến. Thứ nhất là anh cho em biết là tuổi anh hơn em rất nhiều, nhưng xin bằng anh vì bố em đã 80 tuổi. Còn tao thì 60. Mày thì lại kém tao 20 mấy năm nữa. Tao cho bằng anh. Nói với cô con gái cả. Thì bây giờ anh nói hôm nay thì không lọt tay em đâu. Nhưng cố gắng lắng nghe, lúc anh chết rồi tìm không thấy. Thứ nhất, để tránh trường hợp đau khổ về sau. Đấy là trường hợp bất hiếu với bố mẹ. Bất hiếu, tao đi tại nhà đấy, không cần mời. Con gái lớn bao nhiêu tuổi? Năm nay cũng phải 40. 40 à? 30, 40. Nhưng bắt đầu nói. Tao nói thẳng luôn. Rồi. Tao vào thẳng nhà đấy, mà không muốn đón tiếp ấy. Không mời nữa, không, không mình chủ động đến. Không cần thiết. Tao có cái năng lực rồi. Mà đều bị ăn đòn tao hết. Bà mẹ đẻ là bà ấy kêu ca với mình thì mình làm phúc. Ôi tao làm như phúc lắm, mày biết rồi tao. Mình đến, đến xong tại dưới Hà Nội ở tới cả đồng có tăng tắc nó xe máy tông lấy. Cái cuộc nói chuyện với cô con gái cả nhỉ? Thôi giờ còn sớm em ạ. Vâng. Thứ nhất là anh là người thọ khổ rất nhiều khổ đau. Từ mạng sống của anh xác định kết thúc, nay anh vẫn còn sống. Vâng. Anh nói lên nhiều điều như vậy. Cái trí tuệ của con người thấp thỏm không biết được đâu. Trong cái không gian này là đa chiều, không đúng thể... anh biết được cái cõi vật chất này thôi, bên cạnh anh còn các cái chiều không gian khác anh không nhìn thấy. Đúng. Đừng nghĩ như hôm nay mình đang nghĩ. Việc ông bố bà mẹ khỏi phải bàn cãi, nhưng ngày hôm nay mình bất hiếu đó là tội của mình. Ngày mai bố mẹ chết rồi lại đốt nén hương đặt nải chuối lên, bắt đầu cầu nguyện nghẹn ngào, muộn rồi, không kịp. Điều thứ hai, ngày hôm nay do tình ái mà đam mê quên bố mẹ, sống bất hiếu với bố mẹ, mai thằng chồng nó lại ném thang lác mình đi, lý do mình bị ung thư chưa chết nhưng nó biết là không sử dụng được nữa, nó lại đi với con A con B, nó chán chường mình, quay về mất bố mẹ rồi, trông vào đâu? Rồi trông vào đâu? Xem lại đi, kẻo nó chậm trễ. Vì anh cũng không dành nhiều thời gian cho em, nhưng mà anh cho em một cơ hội, nếu cần họp gia đình, anh quê rất xa. Thì cứ cho cái bà này mà biết anh sẽ có mặt của họ, điều tiết của họ để nhà em hạnh phúc. Anh cầu Phật gia hộ nhà em hạnh phúc, trong đó nhà anh cũng mong như thế. Nhà em yên vui thì nhà anh sẽ được vui, đó là nhân quả. Nhưng mà chồng thì có biết nó đi kiện bố nó rồi, không biết. Lúc nói đấy là chưa biết là đi kiện. Nó đã kiện rồi, nó gửi tập hồ sơ cơ quan công an này. Thì ông cũng tự nhiên thì ông thông gia thì trước ông làm phó huyện công an Ba Vì, ông nghỉ hưu rồi. Thì ông cụ ông phùng nhận được cú điện ông thông gia thì ông phụt lên đây. Ông bảo bác, tôi báo cáo bác, tôi nay tôi phải lên đập chết cái thằng đồ trưởng. Mình mà cũng không được làm thế. Tuổi cụ thì cao, cũng phải lắng nghe con cái tham mưu. Cơ quan an ninh người ta đều làm cái nhiệm vụ của người ta. Khi có đơn thư khiếu kiện thì nó mới là một chiều. Nếu người ta có triệu tập hay mời ông lên mới là đa chiều để người ta xem xét. Ông phải hết sức tế nhị điểm đạm kính trọng với các vị quan chức này đã. Sau đây xem người ta khuyết điểm cái gì thì mới góp ý. Ông cần gì phải như thế. Mà trả lời ông ngay hôm nay ông đi sẽ được bình yên. Thôi, lên đấy là ông công an ông lại hợp tác với ông. Ông mới bảo Phật pháp nhiệm bảo. Thế từ ông chỉ mong đến đây thì tao không cho đến đấy. Thôi giờ tao còn phải dội, tao phải nghiên cứu Phật giáo rồi tao tu thiền. Sáng nay cũng dã vào đến 10:30. Cứ đến cọc còi xe rất thế to lắm. Cái cuộc nói chuyện với cô con gái cả kia thì cô không sau đó không xúc phạm mình câu nào. Tức là nó nói cũng ngang nhưng mà không là cái gì hay là tôi đại loại nói cũng ngang. Chú có cái thần lực này. Tao gặp một kẻ hỗn sược nhất thì tao đã nói lên một câu nhu thì hình như họ cũng nhu theo ngay. Mình cho anh đây là bí quyết. Mình nhất là những người có ý chuyện thực tưởng phát triển lớn như anh, phát triển được danh, về tiếng, về nghề nghiệp, nhất đặc biệt về kinh doanh, thì lấy nhẫn làm hàng đầu. Nhẫn là để cho chính mình.
họ sừng mình nhưng mình nhu, mình xem mình bé xuống, người ta không có làm gì mình. Nhưng mà hai cái sừng gặp nhau thì hút nhau gãy đầu, vỡ đầu. Hai con trâu chọi đổ sơn vì có hai cặp sừng ghê quá. Chứ nếu mà hai con trâu này đều không có sừng thì anh ấy chả cái gì cả. Vào ủi nhau tí thôi. Gặp một kẻ rất hung bạo mà anh mềm xuống, nhu nhược, tức là thể hiện tôi hèn kém, thì anh biết là nó làm gì mình. Như tôi ra đứa trẻ con nhổ tẹt mặt tôi cũng im đi làm gì tôi. Nó chả làm gì được tôi cả. Nhưng tôi là chỉ lại chỉ mặt nó, thằng kia bố láo mất dạy thì nó đấm tôi phát tôi chết. Anh nghĩ mà sao? Mà vận dụng trong kinh doanh và trong lối sống, trong thành danh thì thành đạt ấy. Nhẫn. Nhẫn là hàng đầu. Chữ nhẫn thì ai cũng thích thở chữ tư pháp, nhưng không nhẫn được. Khi động vào cái nó nổi sừng này. Nhà Phật gọi là chưa biết làm chủ mình. Chưa biết làm chủ, rất tài nhưng lại chưa làm chủ chính mình. Có một câu nói là nó kích hoạt mẹ, kích hoạt toàn thân, nhiệt độ tăng ngay đột ngột, nhịp tim tăng, huyết áp tăng, khẩu phải phun ra lửa ngay là nặng đấy. Thì như một người phun ra rồi, ta kể cho mình nghe. Có một ông thiền sư, ông tu rất là tử tế. Thì trong làng có một cặp yêu nhau, gia đình không đồng ý thì nó lại có chưa. Thì gia đình ngày xưa thì lập nó cũng cắt, cạo đầu bôi gôi. Cạo đầu bôi gôi, có chửa trước. Về thì dọa dẫm, nó đành phải đổi cho một thiền sư. Nó biết là người tu, người ta chịu đựng được. Thế thì gia đình nhiếc mong chửi với ông, mang bế đứa con đến chùa giả ông. À, ông nghi sư, ông thiền sư đó, ông không có dính tội này. Ông ấy nhận thay cái gì, nhận thay tiếng. Đổi cho ông cứ im thôi. Thì mang con đến giả, ông cũng nuôi. Ông cũng đi xin sữa, các đứa ông nuôi. Thì nuôi được hơn năm. Hai đứa này suy đi ngẫm lại nhớ con, lại về nói lại với bố mẹ. Thì lúc lên hành hạ ông ấy, thì ông cũng chỉ có nói có một câu, có chuyện ấy à. Ông chấp nhận nuôi đứa trẻ. Ông hàng ngày để ngoài giờ tu ông xin sữa chăm bẵm. Hơn một năm sau nhớ con và quyết định lấy nhau, mà phải xin lỗi dân làng người thân, lại nói bố mẹ lên chùa xin lỗi sư, đón con về, lên lại cả nhà quỳ xin ông. Ông cũng lại nói câu là có chuyện ấy à. Không nói gì hơn. Đấy, khiêm hạ nó cao cường cái này. Nên người ta có Phật, có Bồ Tát, có quỷ thần ủng hộ. Nó là ở cái đức độ. Tất cả chẳng có ảnh hưởng gì. Vì người ta sự thật là không. Anh phải nhớ triết lý là này. Nói dối thì có một tỷ cách, nhưng sự thật chân lý chỉ có một cách thôi. Sự thật nó chỉ có một, làm gì nó có hai. Nhưng mà nói dối thì được nhiều cách. Anh thấy chứ. Thì chính như mọi người. Nhưng mà thực ra con người ta ở mặt bằng thì đa phần người ta không được thông như nhà chú nói. Bởi vì ai người ta làm một cái gì, động cơ đầu tiên là người ta phải biết là trong cái việc đấy người ta có lợi ích gì hay không. Ai cũng sống, ai hành xử, ai làm gì đều phải dựa trên cái quyền lợi và lợi ích. Chú thì tao nói thật này, tao làm cái gì cũng kém do biết trước nào đó. Nhưng tao nói tương đối hay. Nếu mà tao quyết định hạ đao để chinh phục một đối thủ, nhất định thay đổi. Tao nói mày mừng. Đấy, chú vẫn nói là đấy thì em thì bắt đầu đòi hỏi đến tiền thì tao bắt đầu đi làm xuống cái xưởng nước này làm bên thú. Làm chưa? Bây giờ làm rồi. Giờ chả làm. Giờ đi tù mấy tháng vân 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 thì nó mới đến nơi này. Ông cụ và bà cụ bàn với nhau là cho tao mấy mét đất để chụp cái mặt đường. Bữa nay có duyên, sáng nay đến là lần thứ ba vẫn từ chối. Nếu như cõi phàm là người ta ok luôn, nhưng anh biết là đất ở tôi thích ở đây rồi đấy. Nhưng mà vẫn đợi thôi, thì em nó có duyên là đi. Một người tản lĩnh không cho. Người tản lĩnh cho ta đấy. Là người thứ hai. Nhưng mà chúng ta không phải nhận. Tôi nói là những điều tôi đã làm. Anh chỉ gần tôi chứ chưa nói. Nhưng thằng Phú Huy thì biết nhiều. Hai ông bà biết rất nhiều điều ta làm. Tao mà đã nhúng tay thì toàn chuyện ác sẽ trở lại thiện. Thế nên xin cho đất. Cho đất tản lĩnh. Lấy để làm gì để mắc nợ. Anh đã giúp tôi vật chất thì nhất định tôi phụ thuộc anh. Mà nếu quan điểm về nhà Phật là giải quyết bằng lý trí, không thể giải quyết bằng tình cảm. Anh thấy không? Giải quyết bằng tình cảm thì nó bị sai sự thật. Thì tôi nể ông Quang quá, tôi đành phải nói hay thôi. Thực sự ông của tôi phải nói thật. Ông hãy dừng tay, không vì không hay. Nhưng mà bị chi phối vật chất thì là rất khó.
chú có một lối sống, tao sống từ lúc xưa này. Đấy, bà này bà cũng như người khác thì chắc cũng không ở với nhau. Ví dụ vợ con tao cũng không như người ta là sinh nhật mua cái gì chúc tụng nào. Sống rất là bản thật. Thế là sinh nhật à? Có nghĩa là sống mình tự hiểu mình phải làm gì cho người thân làm điểm tựa thôi. Chứ ta không có đưa đẩy như thế gian là mai sinh nhật em, mai mình mời em đi ăn bữa, anh mua cho cái quần lụa lắm. Ở với nhau sẽ biết, cứ ở thì sẽ biết. Bây giờ chưa biết thì cuối đời cũng sẽ biết là cũng may là cũng ở được với thằng cha này. Một kiếp người trọn vẹn. Thằng cha này nó yêu cái này nhưng lại được cái mạnh khác. Ông hiểu không? Nhưng mà cũng có người rất là yêu thương vợ đến mức quá mức và cuối cùng cũng không thành công. Tôi trả lời cho ông biết là người phụ nữ là rất khó đấy. Ví dụ ông không kiếm ra tiền thì đi làm đi ăn kể chuyện nhiệm sở, chồng ta nó kém lắm, ngu lắm, không biết cái gì cả. Nhưng anh thành đạt thì bắt đầu ghen tuông, nó ngấm ngầm bên trong, nó rình rập, nó xem điện thoại, nó mò mẫm, nó nghi ngờ, nó đu mọi trò. Đi đâu giờ chưa về, xe, anh chưa mua xe rồi, đi lắm chuyện lắm. Người phụ nữ là hơi rất khó, nên tất cả là sống với người ta bảo luôn, anh là như thế. Khó lắm, ta nói thật, tao rất cái nhiều. Cái bà mà đi làm cùng với cô đấy mà hôm ngồi đấy. Vâng. Bà ấy gặp ông này có một lần một tí thôi, ngồi tí xong rồi phải đi làm. Chứ cô không cho ngồi đâu. Thì bà ấy chồng lại không có, bà bỏ chồng ấy. Cô chắc qua là không có người đi làm cùng. Đến đây gọi là đi làm, cho vui. Sinh nhai thì cho nó vui thôi. Chứ không còn có. Nếu như mà có người mà đấy là cô không bao giờ đủ bà đi. Thế bà ấy phải chứ. Làm rồi thì ông hay nhỉ? Ông quá hay. Ở nhà thôi mà ông ấy lại xấu hơn cô. Mà ông ấy chỉ ở nhà mà cô ấy đi làm. Cô nói câu cô bảo là trai thì trai ham sắc thì gái ham tài. Nói thật với chị là em chỉ có ham tài. Chứ còn ngày xưa mà nếu trẻ là chắc chắn là chú cũng sẽ xấu hơn cô. Nhưng chẳng qua cô làm nũ bao nhiêu năm rồi. Đấy, thế là chú thì bệnh tật ấy, chú thì mới khoản bệnh ấy chứ, không là cứ mình cô nam nũ. Không phải ngẫu nhiên chú đến với Phật giáo đâu, tao gặp đa nạn, nạn thân thể, nạn làm ăn đủ mọi thứ. Và khi đến với Phật giáo là tao tự nguyện đến, tự nghiên cứu thôi, tao không có ông thầy nào dạy. Nhưng nếu mà ông xuất gia bây giờ kiếm chùa ấy, vâng. Thuyết pháp của tao chính mấy bà đi chùa 20 năm rồi nói thầy tôi dạy không bằng ông. Cháu thì cháu có một ấn nhưng là nếu hiểu biết thì tao mới dạy, không hiểu biết tao dạy. Tao không dạy vì anh đã biết là không hiểu biết thì dạy. Chúng cháu trẻ gì. Nhưng mà đúng là mấy hôm cái hôm mà đầu tiên mà ông Thang ấy như nhà cụ Khải đấy thì cụ có nói cháu bận rộn thật mà hai đứa là cũng còn ít tuổi được không có kinh nghiệm. Thế nhưng mà xong một hồi thì đến thì trước khi cái lần mà cháu sang chơi với ông bà, cháu vẫn trong trí tiềm thức của cháu, cháu vẫn bảo không phải bình thường đâu. Cháu vẫn bảo như thế, cháu bảo vợ cháu là không phải bình thường đâu. Bây giờ tao không nói đấy. Nếu hiểu biết nhiều, tao nói nhiều. Chắc chắn là nếu đi sâu vào là sẽ có rất nhiều những cái uẩn khúc. Nếu cần tìm hiểu là tao nói nhiều. Kể cả nếu để nói đến bây giờ cháu vẫn bảo là thế. Bởi vì thứ nhất, cháu nói không phải không nên, cháu là nói để cho nó thoải mái. Chú thứ nhất là cái cơ hội và cái có thể là cái mệnh số của mình được trải nghiệm rất nhiều, nhiều ở cung bậc, kể cả khổ ải đến đủ các cung bậc. Tao đã từng sung sướng lắm và tao đã từng cực khổ. Cái đến với cái nhà Phật ngày hôm nay ấy, thì nó đầu tiên nó cũng là một cái tình cờ và cái cơ duyên chứ không phải là cơ duyên ấy. Không phải chú chọn, tăng chọn. Chọn. Có thể là mình tự rút ra cái quy luật rồi mình đến bên chớm đến thì bắt đầu mình thấy nó hiệu quả thì mình bắt đầu mình có cái hướng như thế. Chứ không ai chỉ mà cũng không phải là mình tự chọn mà nó cũng là cái cơ duyên. Thế nhưng mà trong cái quá khứ của chú, cháu nghĩ là cũng không phải là bình thường đâu, cũng rất phức tạp. Cuộc đời rất là kỳ lạ. Đến ta đến với đạo Phật và ta bắt đầu dần dần đi vào chiều sâu. Mà ta trả lời ngay, ông cụ mà hay lên đây sáng nay bấm còi to đấy, là ông đang hiến ta 5 mét đất. Yeah. Ta không nhận, đây là lần thứ 3. Sáng nay ta vẫn từ chối. Ông bạn hôm đấy đẻ? Không, ông bạn là chưa thua, những cái ông ấy là
tất cả những người tao đi đến đâu là tao đều trốn, không cho ai biết, để tao tĩnh tâm, tao thiền định. Nhưng tất cả những người biết là tự nhiên nó tình cờ, như hôm mai tôi chuyển nhà đi mà thì tự nhiên nào lại gặp nó ở cổng, thế đành lộ những thằng này bị lộ. Nhưng mà những thằng này đều biết những việc tao đã làm, họ ngưỡng mộ tao. Nói về những thằng già này này là hết sức ngưỡng mộ. Người ta nghĩ rằng người ta có lúc tao bảo, tôi hỏi thật ông, thế thì ông làm việc ác được à? Nhưng không, tôi không biết việc ác, tôi chỉ biết việc thiện. Ví dụ nhà ta xảy ra những chuyện động rời, tao có thể chỉ cần trình bày, tao tìm cách, tao hóa giải nó để tôi bình yên. Nhưng mà đến với tao để cảm ơn là tao lại trốn mất. Tao nói thật anh, nếu tao cho biết nhà lanh canh khu vực tản lĩnh này, không biết tiếp khách, không đủ trốn. Như dạo này hình như là càng ngày càng đông, đông là tất cả người đây. Tức là bà này đi làm thì người ta cũng hay tìm hỏi hiểu, bà sơ suất nói tu thì mấy bà đi tu trên chùa mấy mươi năm rồi, cuối cùng là bà đến mà học pháp, bà còn muốn tu cùng, tao không cho tu cùng. Tao bảo hẳn chồng bà, tại sao bây giờ đời sống cư sĩ là có vợ có chồng, không cần tao hiểu lầm mà phiền toái ra. Tu thì có gì đâu, ngồi thiền thì tập thiền, niệm Phật thì tận niệm Phật, tụng kinh bình thường, không cần ngồi cùng. Không hiểu gì nói tôi giảng cho. Tao đi giảng mấy buổi pháp ở dưới Yên Bài, các cụ toàn đúc đầu, các cụ 80 là nghênh ngang lắm. Lần thứ hai tao đến ngồi tất trên đất, không dám ngồi trên ghế nữa. Tao lại xuống đất, tao ngồi ra đây, gia đình tao mời. Chắp tay chắp tiếc thì thưa ông, tôi không biết. Ôi do thế này, nhưng mà tao nói ra thì là thể hiện tao ngạo mạn, tao lại không nói. Tao biết là người ta đã thấy gặp cao thủ, người ta biết lui thì sợ thì tao cũng lại bình đẳng. Thưa các cụ bị lạc đường, đừng có nói cái gì cao siêu, hãy nói một cái đơn giản nhất là mình cầu có sức khỏe, cầu gia đình bình an, cầu có một cái cuộc sống vật chất no đủ và con cái, gọi là thành công. Muốn cầu được cái này không phải cầu ở ngoài mà cầu chính cái tâm mình thánh thiện, ai hại mình